Hello, chào anh em đã quay trở lại với channel của Minh Tú Vlog. Hôm nay thì em đang còn có mặt tại công ty anh Minh Tú Hiền để quay cho anh em về hai dàn cày năm lưới úp đất chuẩn bị giao về thành phố ấy. Thì là em sẽ quay qua cho anh em nhé. Hai dàn này thì sẽ lắp cho máy Kubota 4018, một trong những dòng máy Kubota đời mới hiện tại. Dàn này lắp về thì khách chỉ việc lắp vào là căn chỉnh là chạy thôi, không cần phải chế chụm gì hết. Đây anh em vừa quay qua cho anh em về một vòng về dàn cày năm mới nó có những gì này. Dàn cày úp đất này để dùng để khách sẽ cày ải đất nước nên là và đất khô nữa. Cái tiêu chí của dàn cày năm mới của bên em thì là khi dòng dàn cày bên em làm ra thì là thả xuống đất một phát là nó sẽ ăn ngay, không cần phải dằn hay là kê cụm cái gì hết. Và thứ hai nữa là cái lát cày của cái dòng cày này thì nó sẽ nhỏ hơn dòng cày chạo rất nhiều. Thì là như trên thị trường thì có một số dòng cày chạo người ta cũng bảo lát cắt lát mỏng nhưng mà cái thành lát nó to. Riêng cái dàn cày của bên em này em làm lưới rất nhỏ. Khi bóc đất lên thì là nó sẽ bóc lát đất nhỏ, sau anh em làm các cái thủ thuật đằng sau như là bừa hay là giặt phẳng ruộng ra để cấy làm ruộng lúa hay làm đất màu thì dàn cày này nó làm rất khỏe. Chứ cày lên một cái mạ đất như dàn cày chạo thì nó cũng nói chung thì cũng mệt sau mình làm bừa. Còn dòng này thì cày nó úp vô tư anh em ơi. Đất cọ thì nó úp hết, không chừa lại một cái gì hết đâu. Đấy, thì phía nhìn tổng thể phía sau của hai dàn cày năm lưỡi chuẩn bị giao đi với này. Dòng cày này thì trên thị trường bên em đã bán đi rất nhiều rồi. Đợt này thì mưa gió nên là bên em không kịp tăng ca để mà bàn giao kịp đúng thời vụ cho anh em được. Khách đặt đang còn hối bên em rất nhiều nhưng mà hôm nay sẵn tiện làm lắp hai dàn thì em quay video thôi. Quay video cho anh em coi để tham khảo. Anh em nào có nhu cầu mua dàn cày lật 5 lưỡi cho máy cày Kubo, cho máy cày Nhật Bái 4 bánh hoặc là 4, 5, 6 lưỡi thì bên em đều có cả. Anh em liên hệ số điện thoại là 0354 715 098 hoặc là 0977 034 248. Liên hệ ngay công ty anh Minh Tú Hiền, số điện thoại là 0354 715 098 thì em sẽ tư vấn cho anh em về dàn cày nó như có những cái gì và là dàn cày nào phù hợp với máy của anh em. Anh em cứ liên hệ đó nhé. Trên YouTube thì là anh em gõ công ty anh Minh Tú Hiền hoặc là dàn cày úp đất 5 lưỡi thì là em đã làm rất nhiều video test thử. Anh em cứ vào đó coi video về dàn cày, nếu mà cảm thấy thích hay là ưng sản phẩm thì là cứ liên hệ số điện thoại trên, em sẽ tư vấn dàn cày phù hợp cho anh em. Hẹn gặp anh em trong một clip mới nhất của em.